Đây, đây mình chỉ cho Antono. Antono này, về này. Aki. Ene vai Amaha Aki này. Đấy, chỉ là cách sau bạn ấy chăn bò, chăn dê luôn ở Việt Nam, ở xa mấy cho bạn ấy. Ok nha cả nhà. Xin chào mọi người. Này là cái Bonito đây, và đây là Antonio Bonito. Vẫn ngồi đấy hơi bị lóa một tí. Thế hôm nay là ngày cuối cùng để cho Antonio nên xử lý nốt cái răng. Thế là xử lý ngày hôm nay nữa là ok nha mọi người nhá. Để cho Antonio tự nói chuyện về cái răng của bạn đi. Này, Jose Comesa đi. Hoje senti como? Bem. Hoje é o terceiro dia a vir aqui no tratamento de dente. E vamos ver como é que vai ocorrer. E acho que também é o último dia. Último dia. Sim. Yeah. Então, de resto, vamos ver depois como é que vamos sentir. Sempre como quando até terminando a dente. Sim, assim sinto já, vou sentir já muito bem, porque é o último dia da confusão dos dentes. E fico mais alegre assim ainda. Ok. Yeah, porque assim a confusão acho que vai parar já. Đấy, bạn ấy bảo là hôm nay bạn ấy cảm thấy rất là ok, vì là xong ngày hôm nay là cái răng của bạn ấy là không còn vấn đề gọi là đau nữa, không còn phức tạp nữa. Thế nên là bạn ấy cảm thấy rất là phấn chấn. Ngày hôm nay là ngày cuối sửa răng, hôm nay thôi không vặn răng nữa. Hôm vừa rồi nói chuyện với nhau ok hết rồi, không thống nhất với nhau là không vặn răng nữa. Hôm nay là chỉ có ốp lại nữa là xong thôi. Chúng ta chờ đợi bạn ấy làm xong rồi lại tiếp tục hành trình của chúng ta nhé mọi người nhé. Đấy, chúng ta đang đến vào cái lúc hơi sớm, thế cho nên là ở đây là mọi người chưa làm việc. Como? Nào. Bạn đang hỏi là ốp thêm cái này vào cái răng nó có bị cao lên không ấy. Gọi chị anh. À vâng. Ok mọi người, bây giờ là Antonio xong răng rồi nhá. Xem thì côn mục. Tôi sinh tí bem. Só tem umas pequenas dores no fundo. Acho que vai passar daí a pouco. Ok. Então, assim, Antonio vẫn cảm thấy đau là cái chỗ răng bữa trước nhổ là vẫn còn cái vết chỉ nó còn hơi mới chưa liền mọi người. Tức là Antonio thì làm hơi gấp, của Antonio làm hơi gấp, mình sợ là đến lúc mà chưa xong liệu trình thì của Antonio mình đã rời khỏi đây rồi ấy. Nên là cái chỗ vết khâu cũ thì nó còn hơi nề một chút, nhưng mình vẫn đang tích cực làm thêm cho răng của bạn ấy. Thì bây giờ đây là cái hàm của bạn này. Này, Esa de Vosé. Đấy. Tira tu đủ. Esa de Dentu Vosé. Enizamete tu đu la phao su. Nada gì. Đấy, để cho cắm này về làm kỷ niệm này. Đấy, Pega Bang nhá. Còn đây là thẻ bảo hành nhé mọi người nhé, thẻ bảo hành này. Đấy, thẻ bảo hành để sau mình sẽ có vấn đề gì thì mình sẽ quét quét thẻ bảo hành đang cho Antonio đấy. Esa tipo para que quando você que essa você dente parte volta aqui com essa carta e vai arranjar, entendeu né? Comprar que avião, yeah? Tipo bilhete de ir para avião, yeah? Só para vir arranjar. Para arranjar só, yeah? Mas essa eu vou guardar, yeah? Vou guardar. Chạy vào anh trang nữa này. Được rồi, thế nha, bây giờ là Antonio làm xong răng thì anh mình sẽ đưa Antonio đi lượn lờ tiếp. Đấy, trong cái ngắm cái hàm răng này. Bình thường là cái này thì bỏ đi, thế nhưng mà mình sẽ xin lại cho Antonio mang về làm kỷ niệm. Xem là kỷ niệm răng của ông ở bên Angola, ở Việt Nam, về Việt Nam như thế nào. Ngắm kỹ đấy. Tôi về nhà ngắm tiếp, ok. Vamos já.
Được rồi. Ok, aqui estamos a sair na clínica tratar os dentes. E depois de tratar os dentes, agora vamos passar por aqui, por lá onde semeamos a jinguba para visitar como é que elas estão a sair e como é que não estão a sair. Ok nha cả nhà, bây giờ mình sẽ đưa Antonio đi xem lạc nha. E aqui essa toda a área já está bonita. Acho que já deve também sair mesmo. Vamos lá chegar ainda para ver como é que está. Ok, aqui está os bois a pastarem. Pastar quer dizer comerem. Estão a comendo. Đó, ok nha cả nhà. Ok, sẽ gom. Chúng ta đã đến nơi, đến chỗ mà trước Antonio học trồng lạc. Thì bây giờ đưa Antonio đến xem là cái kết quả mà chúng ta làm như thế nào này. Mọi người trồng ở đây như thế nào này. Đi đến đoạn kia nhìn cho nó dễ. Xem là lạc nó có nảy mầm tốt không này. Rồi là nó có đều không này. Nó đẹp hay không đẹp này. Đấy, đi xuống đây này. Rồi. Ra, có đi cây kì. Đấy, mọi người trông này, lạc bây giờ cái chỗ kia chỗ Antonio trồng kìa. Ali on di voce mette. Gió hơi to, mọi người gió hơi to nên là khả năng mọi người nghe rất là ồn. Đây, aqui on di voce planta noi. Đấy, nhớ cả chỗ nào mà mình trồng nhá. Đây, ok, xem bên này. Ok. Como ele subiu? Subiu muito bem, conforme estamos a ver aqui. Ela está saindo muito bem. E até está tipo também, o sair dele está um pouco diferente da nossa. Diferente como? Quando ele, assim ele subir? A folha, tu vai ver que tipo, está mais aberta. Uh-huh. Ou como? Não, igual. É igual mesmo? Igual. Antonio bảo là cái lá ở đây nó lên nó to hơn nhưng mà không phải, mình xem rõ ràng là không phải đâu mọi người ạ. Đấy, trông lại mọi người chị này, trông thẳng hàng đẹp lối luôn. Đấy, bạn ấy khen rất là đẹp. Você vai ver longe, mais bonito. É porque ainda não abriram bem as folhas. Quando vai abrir mais bem ainda vai ficar mais bonito ainda. Mas assim já está parecendo bonito. E você vê espaço ele também meter boa. Bom espaço. Antonio bảo là nó chưa lớn lắm, nó lớn thêm một tí nữa thì nhìn cả cái ruộng lạc rất là đẹp. Đấy, với lại bây giờ là cái khoảng cách là trồng cũng rất là đều. Khoảng cách rất là ok. Đấy, cả một cái ruộng cánh đồng lạc mênh mông như thế này. Tha hồ mà kiểm tra, kiểm chứng lại nhá. Tá bom. Então, já tá certo, né? Já tá certo tudo. Parte aquela ali que está tapado. Anda até lá para ver tapado. Ele também cresce assim só. Antonio đang muốn là đi đến chỗ mà trồng lạc bằng túi bóng ấy để xem mọi người. Bây giờ ở chỗ đấy hơi xa, bây giờ là lên thì nó chỉ gọi là cái hố nào thì nó lên hố đấy thôi. On the planta ele vai crescer assim só. É mesmo, aqui mesmo onde semeei porque está ali a vermelha. Como? Sim, essa vermelha. Porque eu comecei a plantar um pouco branca ali. A mamãe falou, não, toma essa vermelha. Melhor vermelha é que acaba aí aqui. É mesmo aqui. Já. Ok. Hoje acabei de tirar as dúvidas da jinguba, se já saíram ou não. Já vi, então assim, já estou a sentir alegre por ter visto a parte onde também passei e ajudei a semear um pouco e também para ter mais prática de como semear. Đấy, hôm nay là tức là bạn đến là bạn xem là để bạn ấy giải quyết cái thắc mắc của bạn là có lên đều hay không. Đấy, và bạn ấy đến thì bạn thấy rất là vui để lạc lên rất là đẹp và đều. Thì sau khi xem xong cái chỗ này mình sẽ đưa bạn ấy về thì cũng đi lượn ở trên đường này, nhìn ngắm những cái chỗ khác nữa để cho bạn ấy xem là những cái chỗ khác trồng như thế nào mọi người ạ.
Antonio sẽ chụp ảnh lại nhé. Bạn ấy sẽ chụp ảnh lại kết quả làm việc của bạn ấy như thế nào. Ok. À, quay lại, quay lại. Bom dia Angola, aqui cheguei para ver o sítio onde vínhamos a vez passada, só para ver como semearam as embubas. Então aqui cheguei só para ver como é que elas já saíram. E elas já saíram como se veja aqui. Não dá para descair um pouco aqui. Pode. Ok, vamos lá encostar para ver um pouco mais bem. Bạn ấy đang quay lại để bạn ấy giới thiệu cho những người Angola khác là kết quả bạn ấy làm như thế nào đấy. Bạn ấy giới thiệu rất là chi tiết là lạc nó lên như thế nào này, trồng như thế nào và kết quả ở đây như thế nào. Provamos mais uma vez para tirar as dúvidas e também para ver se nós começamos a plantar aqui. Ok. Como já vimos aqui, toda dúvida acabou. Đấy, bạn để khẳng định rằng là bạn đang ở Việt Nam, bạn quay lại cái màn hình đây này, bạn quay ngược lại màn hình này để khẳng định là bạn đang ở đây ở Việt Nam. À, được rồi nha mọi người, chúng ta sẽ đi tiếp. Pode sentar aqui. Aqui. Antonio đang bảo là con bò này nó cũng đang góp đóng nhiệm vụ là làm cỏ luôn mọi người. Đấy. Bọc bò ở trên này cũng rất là ok. À đây, tên mình chỉ Antonio. Antonio này, về này. Aqui. Ene vai amaha aqui né. Đấy, chỉ là cách sau bạn ấy chăn bò chăn dê luôn ở Việt Nam ở sang đấy cho bạn ấy. Você vê này. Ene mete ene amaha ene aqui. Para ene come aqui. Entende né? 30 minutos ou 1 hora ene vem aqui tira mete outro sítio. Outro lugar. Entende né? Đấy. Nhân tiện chỗ con bò này đang ăn thì nhìn thấy cái dây buộc này thì mình bảo cho bạn ấy luôn là đây làm như thế nào này. À, giờ bạn ấy quay lại. Quay lại giới thiệu con bò để cho người dân bên đấy xem là bên này Việt Nam chăn bò như thế nào, mọi người chăm như thế nào. Buộc dây bò tại một chỗ cho ăn xong là sau này đến cho ra chuyển chỗ khác.